Thưa quý vị, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng là thành phố an toàn với trẻ em, thời gian qua các cấp, các ngành, các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố luôn quan tâm đến công tác phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em, trong đó phòng chống đuối nước là một nội dung được chú trọng triển khai vào mỗi dịp hè, bởi đây là thời điểm thường hay xảy ra những vụ học sinh bị tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong. Cứ vào mỗi dịp hè, tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em lại tái diễn trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đáng báo động, học sinh bị đuối nước tử vong đa số rơi vào độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở. Các học sinh gặp nạn trong khi đi chơi khu vực bờ sông hay lúc tắm biển cùng nhóm bạn mà không có người lớn đi cùng. Trước thực trạng này, từ cuối tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn về tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em. Trong đó, yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố cần đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em. Thực hiện chỉ thị 09 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về phòng chống thương tích và đuối nước cho trẻ em, thì trong thời gian qua, Ủy ban Nhân cũng đã chỉ đạo cho các phòng ban ngành thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là trong những thời điểm như là hè rồi mùa mưa bão, thì đến nay trên địa bàn cũng đã có 9/11 trường học cấp tiểu học đã được đầu tư xây dựng bể bơi an toàn. Thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã tăng cường triển khai hướng dẫn phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đến từng trường học, lớp học, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài ra, đoàn, hội, đội các cấp cũng phối hợp tổ chức kế hoạch hoạt động hè cho thiếu niên và nhi đồng vui tươi, lành mạnh, an toàn. Việc mở cửa các bể bơi trường học hay các khóa học bơi miễn phí đã góp phần khuyến khích, hỗ trợ các em được trang bị các kỹ năng cần thiết. Chúng tôi cũng đẩy mạnh cái phong trào phòng chống đuối nước. Thì hiện nay thì đã chuẩn bị các cái bể bơi để mà phục vụ các lớp học dạy bơi cho các em và có chương trình dạy bơi miễn phí cho các em có điều kiện khó khăn để khi đến với vùng thiếu nhi chúng ta sinh hoạt học tập. Bên cạnh sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, cũng cần sự vào cuộc của cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống đuối nước ở trẻ. Trong đó, các bậc cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và kết nối trẻ em tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước. Tuy là công tác tuyên truyền mình cũng được thường xuyên, tuy nhiên thì cũng có một số bộ phận người dân, cha mẹ, phụ huynh thì cũng vì bận việc rồi hoàn cảnh thì cũng chưa có tiếp xúc nghe thông tin được nhiều, cho nên việc quan tâm đối với nhắc nhở các con thì cũng chưa được quan tâm. Tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Ở nước ta, mặc dù tai nạn đuối nước có xu hướng giảm nhưng trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trường hợp tử vong, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho chính trẻ em được xem là giải pháp thiết thực để hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.